chào anh chị và các bạn. Ngày nay thay vì những bức tường xi măng như thế này thì những bức tường kính được sử dụng nhiều hơn hẳn trong các tòa nhà. Và năm mới sắp đến, vậy làm thế nào để vệ sinh các bề mặt kính hiệu quả mà không tốn nhiều thời gian công sức, trả lại được vẻ sáng bóng cho các tòa nhà? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ dụng cụ vệ sinh kính công nghiệp đang được các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ vệ sinh sử dụng nhiều nhất hiện nay. Và bộ dụng cụ đó bao gồm một cần gạt nước. Cần gạt nước này thì được trang bị một lưỡi cao su rất là cao cấp, nó có tác dụng là gạt nước trên bề mặt kính. Cái lưỡi cao su này thì rất là mềm và dẻo dai, chính vì thế mà nó có hiệu quả làm việc rất cao và không làm cháy xước đến bề mặt kính. Thứ hai đó chính là bông lau. Bông lau này thì được thiết kế gồm hai phần, đó là phần bông và phần tay cầm, và có thể tháo ra để vệ sinh rất là dễ dàng. Và cần gạt nước bông lau tại điện máy Đặng Gia thì đang được phân phối với 3 kích thước, đó là 35, 40 và 45cm. Một phần không thể thiếu nữa, đó chính là cái phần khớp nối giữa bông lau và cây nối dài. Cây nối dài này thì có chiều dài là 4m và nó có thể giúp anh chị vệ sinh được bề mặt kính ở trên cao mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Phần thân của cái cây nối dài này thì được làm từ nhôm cao cấp, và các phần khớp vặn này thì được làm từ nhựa ABS siêu bền rất là chắc chắn, mang lại độ bền rất là cao. Và ngay sau đây thì hãy cùng tôi lắp đặt bộ dụng cụ này để thực hiện vệ sinh kính nhé. Đầu tiên thì anh chị sẽ thực hiện kéo dài cây lau này bằng cách là nới lỏng các cái khớp vặn này ra. Sau đó kéo dài. Sau khi kéo dài được độ dài hợp lý thì chúng ta sẽ chốt bằng cách siết chặt lại. Sau khi pha được dung dịch lau kính thì chúng ta sẽ làm ướt cái phần bông trà này bằng cách là nhúng vào làm ướt. Sau đó dùng tay vắt nhẹ. Tiếp theo thì chúng ta lắp cái phần khớp nối này vào với cây nối dài. Sau đó lắp bông trà vào và thực hiện trà kính. Bước 3, dùng lực vừa phải để trà kính theo chiều dọc, nên trà kính trong khoảng từ 1 đến 1,5 mét rồi đổi sang thao tác gạt nước để tránh nước lau kính bị khô lại trên kính. Bước 4, gạt nước, đặt nhẹ nhàng cây gạt nước lên kính để tránh làm bắn nước. Sau đó dùng lực vừa phải gạt từ trên xuống. Nếu hóa chất đã bị khô trên kính, anh chị cần phải thay lại bông trà và trà lại phần kính bị khô đó. Bước 5, tháo và giặt bông lau. Bông trà có thể dễ dàng tháo ra, giặt và vắt. Hãy luôn giữ cho bông trà được sạch sẽ để đạt hiệu quả làm sạch kính cao nhất. Chỉ với khoảng 600.000 đồng thôi, anh chị đã có thể sở hữu ngay bộ dụng cụ vệ sinh kính này trang hoàng lại cho ngôi nhà của mình rồi. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi qua hotline hoặc comment trực tiếp tại video để được tư vấn chi tiết nhất. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.